Trong tập trước, sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm Tiêu Viêm bất ngờ, nhưng được phụ thân trấn an đã làm Tiêu Viêm quyết tâm hơn. Dù là ai cũng không thể ngăn cản được Tiêu Viêm thức tỉnh Dược Lão. Quán quân đại hội luyện dược sư nhất định phải lấy được. Đồng thời, kình địch Viêm Lợi cũng không chịu yếu thế. Trở lại nội dung chính, Tiêu Viêm sau khi bộc phát dị hỏa liền khiến cho mọi người kinh ngạc. Hỏa diễm của những người xung quanh đều bị dị hỏa làm ảnh hưởng. Tuy nhiên, Viêm Lợi vẫn một mực khinh thường, dù có hỏa diễm tốt thì có ích gì, nếu không thể khống chế tốt nó, cuối cùng cũng chỉ rơi vào kết cục chơi với lửa có ngày chết cháy. Dược liệu chuẩn bị lần này, mặc kệ vì sai lầm gì, làm thiếu đi một phần cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xác suất thành công, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải cẩn thận. Lúc này tất cả mọi người đều tập trung luyện chế, chỉ là trên người Viêm Lợi lại không ngừng tỏa ra khí độc khiến cho mọi người khó chịu. Ở trên đài quan sát, Nạp Lan Kiệt sau khi chứng kiến cảnh tượng dị hỏa mà Tiêu Viêm vừa tạo ra liền tấm tắc khen ngợi. Nạp Lan Yên Nhiên cũng gật đầu đồng ý, dị hỏa chính là kỳ vật mà ngay cả cổ hỏa cũng không có được, năng lượng đương nhiên hơn xa những hỏa diễm khác. Trước đó, Vân Lam Tông phái người tới gọi Nạp Lan Yên Nhiên trở về, chuyện này nhất định là có liên quan tới hẹn ước của nàng ta với Tiêu Viêm. Tất nhiên là ông cháu này vẫn chưa biết chuyện Tiêu Viêm và Nham Kiều là một người. Tôi nhanh đến luyện dược sư đại hội bên dưới. Sau một hồi luyện chế thì hắn cũng thành công dùng hợp dược dịch. Vì có dị hỏa nên Tiêu Viêm là người đầu tiên tinh luyện xong dược liệu. Chuyện tiếp theo là xem hắn có dung hợp được dược dịch hay không. Quả nhiên không ngoài khả năng, quá trình dung hợp rất nhanh đã thành công, đan dược cũng sắp hoàn thành. Ngửi được mùi đan hương, Viêm Lợi vẫn không kinh ngạc chút nào. Nếu như loại đan hương nồng độ này là cực hạn của Tiêu Viêm, như vậy thì chức quán quân sẽ thuộc về Viêm Lợi hắn rồi. Đúng là như vậy, nhất văn thanh linh đan muốn đoạt quán quân là không được, tối thiểu phải luyện chế ra nhị văn thanh linh đan mới có tư cách. Vừa nghĩ xong, hắn liền sử dụng giáp tử hỏa, chuyển đổi hỏa diễm để luyện chế nhị văn. Nhưng có vẻ quá trình này không dễ dàng chút nào. Viêm Lợi là tứ phẩm luyện dược sư, đan dược mà hắn luyện chế ít nhất cũng là tứ phẩm, thậm chí có thể đạt tới ngũ phẩm. Tam văn thanh linh đan tuy là đan dược tứ phẩm, nhưng phẩm chất của nhị văn đã đạt tới đỉnh cấp tứ phẩm. Nếu như là tam văn thì lập tức có thể so sánh được với đan dược ngũ phẩm. Tuy nhiên, mỗi một văn trong đó lại cần một loại hỏa diễm khác biệt. Tam văn thì cần tam loại, nhị văn cần hai loại. Chính vì vậy, ban nãy Tiêu Viêm mới sử dụng thêm tử hỏa, từ từ thay đổi hỏa diễm để luyện chế. Chỉ cần luyện chế ra nhị văn thì cũng đã có cơ hội phân cao thấp với Viêm Lợi rồi. Tuy nhiên, Gia Hình Thiên lại cảm thấy không an tâm. Đúng lúc đang suy nghĩ thì sân thi đấu lại bất ngờ xảy ra tình trạng nổ lò đan. Một thanh niên xấu số đã thất bại, đây là chuyện bình thường khi luyện chế. Về phần Tiêu Viêm, cuối cùng thì hắn cũng thành công chuyển đổi hỏa diễm từ thanh liên địa tâm hỏa sang tử hỏa. Tuy nhiên, đan dược sắp luyện chế lại bất ngờ mất khống chế, đan lô cũng vì thế bị nổ. Điều này làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Tuy nhiên, không chỉ có Tiêu Viêm mà rất nhiều người khác cũng vậy. Lúc này Hải Ba Đồng cũng cảm thấy không ổn nữa, lão lập tức nhắc nhở Pháp Mã. Điều kỳ lạ là các thí sinh đều cùng một trường hợp là đau đầu chóng mặt. Pháp Mã lập tức quan sát, đúng là không khí xung quanh không bình thường. Đây chính là nguyên nhân làm những người dự thi thất bại. Yêu Nguyệt Công Chúa, Liễu Linh cùng Tiêu Viêm cũng nhận ra không ổn, nên lập tức kêu gọi mọi người sử dụng sức mạnh linh hồn bảo vệ bản thân. Quá trình độc sư tu luyện công pháp là đem bản thân quanh năm suốt tháng thấm trong độc tố để tăng thực lực bản thân. Đám khói bụi màu đen tại sân thi đấu này có lẽ sinh ra trong quá trình Viêm Lợi luyện dược. Vật chất độc tố trong cơ thể vô tình giải phóng ra bên ngoài, cũng có nghĩa các thí sinh là bị khí độc ảnh hưởng. Không thể chịu đựng thêm, Gia Hình Thiên định xuất thủ ngăn cản lại. Lão mặc kệ Viêm Lợi là vô tình hay cố ý, ảnh hưởng tới tiến độ thi đấu bình thường thì đáng bị trừng phạt. Pháp Mã lập tức cảnh cáo, nếu như Gia Hình Thiên còn tùy tiện ra tay thì cũng tương đương với việc để cho Viêm Lợi nắm giữ thế chủ động và tất cả nhẫn nại sẽ bị đổ bể. Đại hội luyện dược sư là mở ra cho tất cả luyện dược sư trẻ tuổi trên đấu khí đại lục. Trước kia cũng chưa từng xuất hiện tình huống này, cũng không quy định cấm chỉ loại người như bọn họ thi đấu. Cho nên, tất cả vẫn là hy vọng vào tự thân các thí sinh. Tự thân bọn họ vượt qua được cửa ải này hay không thì phải xem chính bản thân họ rồi. Viêm Lợi có vẻ như cũng biết được suy nghĩ đó của Pháp Mã nên mỉm cười khiêu khích. Tuy là hắn ảnh hưởng tới mọi người nhưng lại không trái với quy tắc của đại hội luyện dược sư, cho nên đám người Pháp Mã lại không làm gì được. Về phần Tiêu Viêm, hắn cũng bị ảnh hưởng, thậm chí càng lúc càng trở nên không tỉnh táo. Chưa dừng ở đó, Viêm Lợi còn trực tiếp bạo phát ra khí độc mà không cần kiêng nể. Hiện tại Tiêu Viêm còn một phần dược liệu cuối cùng, hắn không thể để cho đối phương làm phân tâm. Nghĩ là vậy, nhưng làm lại là một chuyện khác.
Viêm Lợi tất nhiên sẽ không thể để cho Tiêu Viêm có cơ hội. Ngay khi Nam Chính vừa bỏ dược liệu vào luyện chế thì bất ngờ bị đứng hình. Thì ra là lạc độc trong cơ thể lần nữa tái phát. Nếu cứ tình trạng này, e rằng kết quả chắc chắn thất bại. Hai Ba Đồng cũng rất nhanh phát hiện ra tình hình của Tiêu Viêm. Nạp Lan Kiệt thì lại cứ tưởng là hắn bị đả kích do thất bại, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại suy nghĩ khác. Yêu Nguyệt Công Chúa cũng cảm thấy kỳ lạ, còn Liễu Linh thì cho rằng Tiêu Viêm đã từ bỏ, như vậy thì hắn sẽ giành lấy chức quán quân rồi. Về phần Tiêu Viêm, sau một hồi lâu, hắn vẫn như cũ không có chút động tĩnh. Người có hy vọng lớn nhất có thể chiến thắng thần bí nhân của Xuất Vân Đế Quốc, giờ phút này lại không có động tĩnh. Thân thể Tiêu Viêm cứng ngắc đứng yên một chỗ, nhìn chăm chăm đám tro tàn. Trong đôi mắt vốn yên lặng bình tĩnh lúc này cũng thoáng có chút mờ mịt. Viêm Lợi càng lúc càng đắc chí hơn, cuối cùng thì hắn cũng đã ngưng thành đàn. Đàn hương trong lò tỏa ra, đàn hương có màu, chỉ có ngũ phẩm đan dược mới có thể sinh ra. Nhìn nồng độ đan hương của hắn có lẽ chỉ là tứ phẩm đỉnh phong. Vậy nhưng để so sánh thì Yêu Nguyệt Công Chúa và Liễu Linh chắc chắn đều kém hơn rất nhiều. Lúc này Yêu Nguyệt và Liễu Linh cũng nắm được tình hình. Về phần Tiêu Viêm, từ sau khi mất đi dược lão, đây là nan đề đầu tiên làm cho hắn ứng phó không kịp. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai hai ngọn lửa khi chuyển đổi tự nhiên khó nắm giữ như vậy. Trước kia hắn thực sự có chút tự cao về năng lực của chính mình, nhưng giờ này hắn lại bế tắc. Đáng tiếc dược lão đang lâm vào ngủ say, cho nên hết thảy cũng đều giống như lời của Pháp Mã, đó chính là buộc phải dựa vào chính mình. Nhớ lại lời động viên của phụ thân, trong những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, lắng đọng lại chính là quá khứ không thể trở về được. Mà cuối cùng khiến cho người ta cảm thán chính là những thứ mất đi mà không biết quý trọng. Điều chân quý nhất thế gian không phải là những thứ không lấy được và đã mất đi, mà là những thứ có thể nắm chắc. Cộng thêm những lời mà trước đó Dược Lão đã nói, Tiêu Viêm dần dần lấy lại được bình tĩnh. Lực lượng linh hồn bộc phát lập tức áp chế lạc độc. Thậm chí linh hồn lực mà Viêm Lợi phát ra cũng ngay lập tức bị chặn lại. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu được nỗi khổ tâm của Dược Lão. Đột phá từ trong áp lực, chỉ có thể nói rằng lần này Tiêu Viêm đã gặt hái không nhỏ. Loại lực lượng linh hồn này cho dù là một số trưởng lão trong công hội cũng khó có thể sánh bằng. Tiêu Viêm lần nữa luyện chế, đây đã là phần dược liệu cuối cùng. Tuy luyện chế nhị văn thanh linh đan không còn khó khăn nữa. Nhưng mà muốn chiến thắng Viêm Lợi thì rất khó nói. Thứ mà tên kia luyện chế tỏa ra đan hương có màu, phẩm chất cao hơn nhị văn của Tiêu Viêm. Trừ phi là tam văn thanh linh đan thì mới có thể chiến thắng. Rất nhanh, Tiêu Viêm cũng đã chuyển đổi sang hỏa diễm, nhưng mà hắn cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Xung quanh lúc này tỏa ra một luồng hàn khí, ngón tay nhẹ nhẹ vỗ về hắc sắc giới chỉ cổ xưa trên tay trái. Trong ấy chứa có linh lãnh hỏa của Dực Lão đang ngủ say. Trên đài cao, Pháp Mã vốn sắc mặt không thể tin được nhìn về phía Tiêu Viêm. Là luyện dược sư đẳng cấp tối cao trong quảng trường, lão tự nhiên có thể nhận thấy sự biến hóa của hỏa diễm ở khu vực Tiêu Viêm. Thứ hỏa diễm đó sau khi xuất hiện còn hoành tráng hơn thanh liên điện tâm hỏa trước đó. Và rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới? Mời các bạn đón xem video tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại!